Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh như Bitcoin, kênh dần kiếm tiền IDOPOT hàng đầu tại Việt Nam. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ vào nút subscribe để bạn đăng ký cập nhật tiếp tục dự án mới nhất, máy min thường xuyên sẻ trên kênh. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể bán một token NFT ở trên Chesterland đối với mạng Binance Smart Chain. Và tương tự thì mạng ETH các bạn cũng làm tương tự như thế. Để có thể bán được một token NFT trên Chesterland thì trên các bạn sẽ cần vào link từ dưới phần mô tả video. Điều kiện các bạn có thể bán một token NFT đối với mạng Binance Smart Chain đó là các bạn sẽ cần phải có BNB ở trên ví với lượng tối thiểu là 0.01 BNB. Điều kiện để các bạn có thể bán được token NFT ở trên mạng ETH thì các bạn cũng sẽ cần phải có một lượng ETH để trả phí giao dịch. Đấy. Chúng ta sẽ cần phải đăng nhập sẵn cái ví chúng ta ở trên ví Binance Smart Chain. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cần phải tích hợp tiện ích Binance Smart Chain ở trên ví. Còn đối với các bạn dùng tính năng Dapper ở trên chất wallet thì các bạn sẽ cần phải có một cái thao tác, đó là chúng ta sẽ cần phải chuyển mạng sang mạng Binance Smart Chain. Bây giờ mình sẽ kết nối bằng máy tính này, chúng ta vào collect wallet này, chọn MetaMask này, được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ kết nối cái ví chúng ta cần bán token NFT. Đấy. Còn trên điện thoại thì chúng ta có thể kết nối sau, chúng ta chọn một tính năng Dapper, dán phần link từ phần mô tả video vào, chọn mạng, chúng ta sẽ chuyển mạng sang Smart Chain. Đối nếu các bạn muốn bán token NFT trên mạng Binance Smart Chain, sau đó bạn ấn vào Collect a Wallet này, chúng ta sẽ chọn ở đây là chọn ví Chest Wallet, được chưa? Đấy, thì lập tức chúng ta đã kết nối được. Đấy, và cái thao tác bán thì bây giờ trên máy tính hay điện thoại nó cũng sẽ giống nhau thôi, nên chúng ta sẽ cùng nhau là chúng ta sẽ làm ở trên máy tính nhé. Đấy, trên máy tính thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác như sau. Chúng ta sẽ trước tiên là ta sẽ kiểm tra ở trong phần account chọn in wallet. Ta sẽ xem là trên ví chúng ta có token NFT không. Ở đây như các bạn ý ở đây thì những cái con nào mà chúng ta không có token nó sẽ hiện lên là không ở phía trước. Đấy. Những cái dự án mà có token NFT thì nó hiện lên từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 hay vân vân. Chúng ta có bao nhiêu token nó sẽ hiện số lượng như vậy. Đấy, ví dụ con crypto này thì các bạn thấy ở đây mình có một cái token NFT. Đấy. Thế bây giờ muốn bán thì các bạn thao tác như sau. Chúng ta chọn vào NFT Maker. Ta kiểm tra trước là hiện nay là cái mức giá đối với con token NFT chúng ta nó giá thế nào. Ở đây các cái dự án nó sẽ nít hết trên đây. Ví dụ dự án Pokemon thì ở đây này. Các cái dự án khác này. Dự án chúng ta muốn bán là cái con token của dự án crypto. Rồi, nó nằm ở đâu nhỉ? Đây, crypto này. Ok, đấy. Thì chúng ta kiểm tra là bọn nó đang bán ở mức giá nào. Đấy, con này là con 8.000 Gen 5 này. Đấy. Các bạn thì thấy là cái con cùng đời chúng ta đời 5 này, nó đang bán là 0.25 BNB này. Đấy, các cái con khác nó cũng đang treo ở những mức giá khác nhau. Đấy, chúng ta kiểm tra xem là bọn nó đang bán ở mức giá nào. Đây là con này bọn nó bán là 0.09 BNB thôi, được chưa? Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại, mình sẽ đặt một cái mức giá phù hợp. Ví dụ mình ấn vào phần e-wallet, có thể các bạn đặt cái mức giá thấp vào nó, nhưng mà chắc chắn là mình bán thì mình sẽ đặt cái mức giá cao hơn. Đấy, nhưng mà các bạn bán thì nên đặt giá thấp hơn của nó một tí, hoặc là các bạn đặt giá cao hơn một tí cũng được. Đấy, để chúng ta bán thì muốn bán thì chúng ta sẽ trở lại phần e-wallet như hôm nãy mình vừa thao tác. Đấy, đây làm lại bước từ đầu để anh em có thể hình dung được, và tìm lại cái dự án chúng ta Victor này, ấn vào cái token này. Ta tiếp theo chúng ta sẽ cần phải thao tác đó là mở khóa token, chúng ta ấn vào lock for sale. Nó sẽ có một lệnh gửi đi, chúng ta sẽ ấn vào config để mở khóa token. Sau khi lệnh config thì chúng ta mở khóa được, chúng ta có thể bán hoặc là gửi token đi được. Như vậy là lệnh của mình đã config thành công rồi này. Sau khi config thì token chúng ta đã được mở khóa. Thì ở đây trước khi chúng ta thao tác bán thì cũng đi luôn là trên Chesterland thì bạn có thể gửi token đi được, token NFT đi được bằng cách dán địa chỉ vào đây, ấn config và tiến hành gửi token, cũng tạo một lệnh. Đấy, đây là gửi token giữa các ví khác nhau thì các bạn ấn nút xin. Còn đối với phần sell đây, chúng ta sẽ ấn vào sell này. Ở đây chúng ta sẽ đặt một cái mức giá. Ở đây chúng ta sẽ đặt một cái mức giá, ví dụ như ở đây mình muốn bán này cái mức giá là 0.5 BNB, được chưa? Nó config này. Và ta sẽ tiến hành xác nhận lệnh. Sau khi lệnh config thì chúng ta có thể kiểm tra ở trên NFT Maker. Bạn chờ một chút, config xong đấy.
Chúng ta bây giờ có thể kiểm tra cái lệnh bán ta ở trong phần My Order. Đấy. Ấn vào On Sale. Đấy. Có lệnh bán nào nó sẽ hiện tất tần tật ở trên này hết. Có hết trên này. Cái lệnh kia sao nó vẫn chưa hiện này. Đấy. Đó, nói chung là sẽ hiện ở đây nhưng mà tại sao cái lệnh bán của mình vừa rồi nó lại không hiện nhỉ? Con clip toy này sao lại không hiện? Đấy. Nhìn chung cái thao tác bán như thế. Đó. Rồi, đây mình sẽ tiếp tục check cho các bạn xem. Con kia thì có vẻ là nó chưa hiện thì chúng ta có thể bỏ qua con đấy đi. Đây, ví dụ như bây giờ mình muốn có một cái con đang treo trên sàn ở đây là Purplemon này. Đấy. Chúng ta có thể tìm cái con LST chúng ta. Đấy. Đây này, cái con nào mà nó hiện lên chữ My Sell chính là con LST chúng ta đấy. Nó sẽ hiện ở đây, được chưa? Tức là cái con chúng ta đang bán thì nó sẽ hiện ở đây. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ hướng dẫn luôn các bạn có thể mua một cái token LST. Ví dụ như mình muốn mua một token LST của con Django V2. Seagull V2 này. Ở đây thì những cái con đắt thì có mua đúng không ạ? Chọn cái con nào rẻ rẻ thôi. Đây giả sử như con này rất là rẻ. Đây, ví dụ con này, con V1. V1 này, giả sử con này nhá. Bạn mua thì chúng ta ấn vào Build Sheet VNB. Đấy. Và ta chỉ cần ấn vào Confirm xác nhận lệnh thì lập tức là chúng ta sẽ mua cái con token LFT này. Và các bạn sau khi mua thì có thể kiểm tra trong phần In Wallet. Đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể có cái những cái thao tác kiểm tra ở trên BSC scan. Đấy. Chúng ta có thể kiểm tra ở trên đây này, kiểm tra token chúng ta có trên đây này, BSC scan nhé. RC721 ấn vào đây chúng ta có thể kiểm tra được. Nhìn sao con này nó lại sang đây nhỉ? À, đây cái con chắc. Con chắc của NFT chúng ta. Này chúng ta bán token nó sẽ hiện ở đây. Này, ta có thể kiểm tra lệnh điền vào đi ở trong cái mục RC721. Đấy. Ok, đó là những toàn bộ những thao tác để hướng dẫn các bạn bán một token NFT ở trên Chessualand. Ngoài việc bán một số token mà mình đã nói thì các bạn hoàn toàn thể ấn vào phần NFT Maker, chúng ta ấn sang bên này để tìm những cái dự án mà chúng ta có NFT chúng ta bán ở đây, ví dụ Lottech, một dự án quen thuộc hay là Met hay là Cocode vân vân. Đấy, chúng ta chỉ cần tìm đúng tên dự án thôi, chúng ta có thể check và mua bán trên này được. Đấy, ngoài ra thì trong phần In Wallet các bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm dự án chúng ta bán được. Lưu ý ở những cái dự án nào chúng ta có trong cái danh sách ở đây trong sâu này thì các bạn mới có thể bán được nhé. Rồi, như vậy là admin đã hoàn thành xong nội dung video hướng dẫn các bạn cách mua bán token NFT ở trên Chessualand, một nền tảng mà hỗ trợ chúng ta có thể mua bán đối với mạng Matching lẫn mạng Azure Loop. Bây giờ thì admin sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn các bạn cách mua bán ở trên Chessualand. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.